Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 8, một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến ranh giới phân định không chính thức ở eo biển Đài Loan, trong khi cơ quan phòng vệ của hòn đảo cũng nâng mức báo động chiến đấu. Theo Reuters, một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến ranh giới phân định không chính thức ở eo biển Đài Loan vào sáng ngày 2 tháng 8. Ngoài ra, một số tàu chiến Trung Quốc cũng xuất hiện ở khu vực này từ ngày 1 tháng 8, buộc Đài Loan điều động máy bay theo dõi. Theo nguồn tin, cả tàu chiến và máy bay Trung Quốc đều di chuyển gần đường trung tuyến trên eo biển trước khi quay trở lại. Trong khi đó, các máy bay Đài Loan cũng trong trạng thái sẵn sàng hành động. Tờ Nikkei của Nhật Bản hôm 1 tháng 8 cho biết quân đội Mỹ đang điều động hàng loạt khí tài, trong đó có tàu sân bay đến khu vực gần Đài Loan. Tàu sân bay Mỹ gần hòn đảo nhất hiện nay là chiếc USS Ronald Reagan vừa hoàn thành đợt làm nhiệm vụ ở Biển Đông. Cùng với đó là tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli hiện diện gần đảo Okinawa, Nhật Bản, và tàu đổ bộ tấn công USS America đang đóng tại quân cảng Sasebo. Các động thái của Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm tới châu Á. Bà Pelosi dự kiến sẽ tới thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hãng tin Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết bà Pelosi dự kiến gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 3 tháng 8. Giới chức Ukraine tuyên bố một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào kho vũ khí tài quân sự của Nga ở Kherson đã gây ra thiệt hại đáng kể. Sihiklan, cố vấn của người đứng đầu chính quyền quân dân sự Kherson, ngày 1 tháng 8 thông báo một kho đạn dược và thiết bị quân sự khác do đối phương chuyển từ Crimea đã bị phá hủy ở ngoại ô Skadovsk. Thành phố Skadovsk thuộc tỉnh Kherson nằm trên bờ Biển Đen, cách vị trí tiền tuyến gần nhất của Ukraine khoảng 80 km. Một mục tiêu ở khu vực này đã bị tấn công vào tuần trước. Bước ngoặt trong các chiến dịch quân sự ở Kherson diễn ra hơn 2 tuần trước nhờ hệ thống pháo phản lực phóng loạt do Mỹ cung cấp HIMARS. Theo đó, thì chúng tôi bắt đầu phá hủy các kho vũ khí của đối phương, quan chức Kherson cho biết thêm. Theo ông Klan, ở Skadovsk có một lượng lớn nhiên liệu và vật liệu bôi trơn, trang thiết bị kỹ thuật được chuyển từ Crimea để sửa chữa các tuyến đường hậu cần đã bị quân đội Ukraine phá hủy. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra dọc theo biên giới phía Bắc Kherson, nơi các lực lượng Ukraine đã đạt được tiến triển trước các tuyến phòng thủ của Nga. Ông Dmitry Butrin, người đứng đầu tạm thời của chính quyền quân sự Kherson, cho biết 46 khu định cư đã tan hoang vì giao tranh.